Như vậy cái chỗ này chúng ta sẽ quay lại một cái khái niệm nguyên thủy và lớp bao. Lớp bao là gì mà nguyên thủy là gì? Tại sao gọi là nguyên thủy? Chính xác, nó đó, người ta dùng cái từ nguyên thủy đó. Java từ đâu mà có? Từ C. Java là từ C. Và ở đây là những kiểu dữ liệu mà chúng ta thấy trong C. Và qua Java thì người ta vẫn dùng kiểu dữ liệu này. Nhưng khi các bạn khai báo một kiểu dữ liệu double và một kiểu dữ liệu không phải double có gì khác. Ví dụ D và double D có gì khác? D gán bằng 9.6, D gán bằng 7.9, rồi có gì khác đâu? Biến sao? Hả? Ví dụ như chỗ này mình cho số chẵn đi. Chỗ này mình cho số chẵn đi. Đó, khác rồi đó. Riêng chỗ này là khác rồi đó. Được chưa? Rồi còn gì khác nữa không? D hoa mà muốn cho nó khỏi lỗi là gì? À, chấm không vô. Rồi là cái khác thứ nhất. Khác thứ hai. Bây giờ sẽ cho thầy một con số là 8. Thầy hỏi là 8 này có bằng D nhỏ không? 8 này có bằng D lớn không? Làm sao biết? Là phải so sánh đúng không? Vậy thì nếu như so sánh với D nhỏ, mình sẽ so sánh bằng cách nào? Thầy chỉ cần xuất ra true false thôi. Ví dụ như thầy compare, so sánh giữa cái D nhỏ và 8, D lớn và 8, thì thầy phải dùng nếu D nhỏ mà bằng 8 thì làm gì đó. Đúng không? Bằng 8 thì làm gì đó. Còn không, nếu D nhỏ mà nhỏ hơn 8 thì lại làm một cái gì đó. Còn không thì làm một cái gì đó, tức là đến ba cái gì đó luôn. Rất là mệt nếu như chúng ta dùng D nhỏ, đúng không nào? Còn nếu chúng ta dùng D lớn, chúng ta chỉ cần D lớn chấm compare to 8, hết việc. Cái compare to này nó sẽ trả về cho chúng ta kiểu in. Và trong kiểu in đó thì nó có các phép toán: nhỏ hơn bằng, bằng, lớn hơn bằng, lớn hơn. Nó trả về cho chúng ta các giá trị tương ứng. Được chưa nào? Như vậy thì bây giờ chúng ta cứ in cái này ra đi xem. Nó ra cái gì? Ra cái gì? Chỗ này thì nó không ra true false mà nó ra kiểu in các bạn. À, mà nếu là thử cái này, âm 1. Tại sao âm 1? Hả? Đâu rồi? Trên hay dưới? Đây. Chỗ này hơi phiền quá. Mình sẽ làm gì ta? Đây, chỗ này mình ép kiểu luôn đi. Compare to với txt string chấm
get, test rồi làm gì nữa? Cái này tất nhiên nó lỗi rồi. À, double chấm bạch double đó, làm vậy cho nhanh đúng không? Mình đã dùng form rồi mà. Bây giờ số trong kia là số mấy? Số 7. Chọn số 7, in ra 0. Chọn số 6, in ra 1. Chọn số 8, in ra âm 1. Như vậy chỉ cần một nốt nhạc thôi là mình đã biết là số mình đưa vô là lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng. Được chưa? Như vậy thì lớp bao nó hay hơn cái không bao là vậy. Cái có bao nó hay hơn cái không bao. Đây, không bao mà muốn làm được việc đó là phải có ba cái kiểm tra. Thực ra đó thì cái mà có bao này nè, người ta cũng bỏ công ra người ta viết giùm mình thôi, chứ không phải tự nhiên nó có. Người ta viết giùm mình. Lớp thường bản thân nó là một kiểu dữ liệu không có đối tượng thì làm sao xây dựng được? Nó là một kiểu dữ liệu không đối tượng thì người ta phát triển lên cái double là một class. Bản thân double này là một class thì nó có. Căng quá. Hỏi câu hỏi căng quá. Hỏi là ông con người sinh từ đâu? Thầy bó tay, thôi bỏ đi. Thực ra đó thì nếu mà các bạn học về nguyên lý hệ điều hành, nó sẽ có một cái chỗ là nó khai báo một cái vị trí trong ô nhớ để nó chứa cái giá trị của các bạn, thì đó gọi là biến. Và cái biến đó được truy xuất bằng một cái tên. Còn hỏi là cấp như thế nào nữa thì hỏi cái ông sản xuất phần cứng. Còn cái ông phần mềm thì ông chỉ cần biết như vậy thôi. Còn nếu mà đi sâu hơn thì một bộ nhớ của chúng ta nó sẽ được ghi trong thanh ghi đó. Một giảng viên giảng dạy về cấu trúc máy tính hỗ trợ các bạn đến đó thôi chứ không nói gì nhiều hơn. Như vậy thì giữa kiểu lớp bao và kiểu pi chúng ta đã từng chuyển rồi. Value of rồi boxing. Nếu như mà kiểu dữ liệu chúng ta gán trực tiếp qua nó không chịu thì chúng ta ép nó phải chịu bằng cách là dùng value of, ép nó phải chịu. Được chưa? Không ráng được hả? Không ráng được hả? Nó là value of ha. Rồi nó có một cái inversing là chuyển từ kiểu lớp bao sang kiểu nguyên thủy là by value hoặc double value, thì khi nào chúng ta xài đến thì chúng ta cần thôi, chứ bây giờ ít khi mà chúng ta phải quan tâm đến cái chuyện mà ép kiểu ở đây, bởi vì nó auto boxing, tương đối là auto boxing rồi. Ví dụ như chỗ này mình gán qua, à mình có một cái thay vì d mình sẽ bằng d nhỏ, ok. Hoặc là chỗ này mình sẽ có một cái double nhỏ là a sẽ bằng d lớn, vậy thôi. Auto boxing, mình đâu cần ép gì đâu, tự chuyển. Nhưng mà đôi khi chúng ta cần thì chúng ta sẽ ép qua. Auto boxing. Đây, ví dụ như chỗ này in, cái mà bình thường mình hay làm nè,
nghiệm của phương trình là trừ b chia a. Đó, nếu mà nghiệm mà mình khai báo bằng in thì b có double, a có double thì nó cũng tự ép qua in, tự động ép qua. Như vậy mình đã xong auto boxing, dễ không? Dễ mà.